với điệu nhảy hết sức sôi động theo bài Việt Nam ơi đánh bay Covid do các em tiểu học thể hiện. Thank you.
Thank you.
trở về trên phố em, mưa hiền hòa một chiều qua sân trường em, mùa hè lắng tiếng hát của tuổi thơ bên những hàng cây xanh theo tháng năm. Đó cũng là nội dung bài hát Mưa Hè, sáng tác Lê Quốc Thắng, do Tăng Ca, Thanh Ngọc, Anh Thư, Long Thanh thể hiện. Thank you.
Nối tiếp chương trình là một điệu nhảy hiện đại do các em học sinh lớp 9 thể hiện. Thank you.
Kết thúc chương trình văn nghệ, các em học sinh sẽ gửi tới quý vị đại biểu, các thầy cô giáo bài hát Thầy cô là tất cả, nhạc Bùi Anh Tú, lời thơ Nguyễn Trọng Sửu. Thank you.
2022. Một lần nữa kính chúc quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, các thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức, xin cảm ơn các tiết mục văn nghệ của các em học sinh đã gửi đến các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và toàn thể các bạn học sinh trong buổi lễ tổng kết ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh thân mến, lời đầu tiên cho tôi thay mặt ban tổ chức xin gửi tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các thầy cô giáo cùng toàn thể các em học sinh lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Thời gian làm việc chính thức của buổi lễ tổng kết đã đến. Thay mặt ban tổ chức, xin kính mời quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh đứng dậy chỉnh đốn trang phục, làm lễ chào cờ. Kiềm quốc kỳ trăng. Quốc ca. Xin kính mời các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo an toàn. Mời các em ngồi xuống. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể các em học sinh thân mến, thấm thoát một năm học nữa lại qua đi, những tiếng ve bắt đầu râm ran trên những vòm lá. Các em học sinh bắt đầu được nghỉ hè sau một năm đầy nỗ lực và vất vả. Hôm nay, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bình La long trọng tổ chức lễ tổng kết năm học 2021-2022 nhằm tổng kết lại những kết quả công tác giáo dục và học tập không ngừng nghỉ của giáo viên, học sinh, nhà trường trong năm học vừa qua. Về dự với buổi lễ tổng kết ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của các quý vị đại biểu, các vị khách quý. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của đồng chí Hoàng Văn Tải, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của đồng chí Hoàng Văn Giang, Phó Bí thư Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của đồng chí Hoàng Thanh Hóa, Đảng Ủy viên Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Đến dự với buổi lễ tổng kết ngày hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và sự có mặt của các đồng chí cán bộ, công chức, trưởng các ban ngành đoàn thể của xã, đại diện hội cha mẹ học sinh, hội cựu giáo chức, bí thư chi bộ, trưởng của các thôn bản có mặt đầy đủ trong buổi lễ ngày hôm nay. Chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Dự buổi lễ ngày hôm nay còn có sự có mặt đầy đủ của các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh của toàn trường cũng có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Một lần nữa chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Sau đây thay mặt ban tổ chức xin thông qua chương trình của buổi lễ tổng kết ngày hôm nay. Kết thúc mới tắt. Một, văn nghệ, chương trình văn nghệ chào mừng. Hai, chào cờ, hát quốc ca, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Ba là thông qua báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 của nhà trường. Bốn là công bố quyết định khen thưởng, trao thưởng cho các thầy cô giáo, các em học sinh có thành tích trong năm học 2021-2022. Năm là phát biểu của đại diện học sinh khối